Chào anh em nhé, thì hôm nay bên em đang tiếp tục gia công lại chân mạch của con Cricket V2 VIP trả hàng cho anh Hoàng ở Hà Nam nhé. Đấy, thì anh đang đặt bên em một máy Cricket V2 VIP bản nâng cấp đắp mạch, thì toàn bộ mạch miếc bên em đang tiến hành nâng cấp lại cho anh. Đấy, đang thợ đang đắp hết lại chân mạch nhé. Đấy, thợ bên em là nữ, thì bác nào có nhu cầu mà muốn xin về làm cùng thì có thể inbox cho em nhé. Thợ nữ đang sướng cười anh em ạ. Bác nào ứng tuyển thì alo nhá. Ok. Thì đang làm tiếp tục nâng cấp hết chân mạch, đi dây đồng cẩn thận nhá. Đi hết bên ngoài rồi. Thì giờ đang cố gia cố hết lại toàn bộ những cái chân biến áp các thứ để cho bác ấy dùng bền nhất có thể. Thì cái dòng V2 VIP này chuyên dùng để đánh cá trắng nhá. Đấy. Ok anh em. Thì giờ em sẽ đắp nốt cái mạch này, thợ làm nốt xong nên em sẽ hướng dẫn cho các bác sử dụng cái dòng máy V2 VIP này nhá. Ok. Chào anh em và các bác, thì đây là con máy Cricket V2 VIP bản 2024 mới nhất sau khi em đã vào vỏ xong cho anh Giai. Đấy, thì máy móc bên em làm rất là cẩn thận, mạch miếc thì đắp cẩn thận cho anh em. Đấy, còn đây là nội thất của máy nhá. Thì cái con V2 VIP này nó có cái cấu hình là 4 tụ 450, 680 và 6 tụ băm đầu ra nhé. Đấy, riêng máy V2 VIP này sẽ có 6 tụ băm đầu ra, còn V2 thường nó chạy 4 tụ băm đầu ra anh em nhé. Đấy, và đây nó sẽ có hai quạt làm mát, quạt siêu tốc nhé các bác nhé. Thì cái dòng V2 VIP này được rất nhiều anh em sử dụng rồi, đánh cực kỳ ngon và hiệu quả, thì nó đánh nó rất là hút cá và nó ăn vừa lượng điện vừa phải nhé anh em nhé. Đấy, thì cái này đi bình 150 thì nó sẽ đánh cá trắng, đi vợt thì tầm khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng anh em nhé. Tùy theo chất lượng của bình nhá. Đấy, đang bị khán giọng. Thì cái con V2 VIP này em sẽ hướng dẫn tần số chỉnh và tần số đánh cho anh em nhé, để anh em biết lối chỉnh nhá. Nút đầu tiên là chỉnh điện mạnh điện yếu này, nút thứ hai chỉnh độ rộng này, nút thứ ba chỉnh âm xung này. Đây, nó đang báo điện áp nhá, 13.4V này. Đấy, vặn lên là nó sẽ tắt này. Đấy, còn có bóp thì anh em đấu vào hai cái bên trong để nó đánh theo cái màn hình mình chỉnh nhá. Đấy, còn anh em mà đấu ra ngoài là nó đánh full công suất luôn. Đấu ra hai nút ngoài nó đánh full công suất, nên là anh em không đấu ra hai nút ngoài nhá, đấu hai nút trong bên trong giúp em nhá. Đấy. Đây, đấu hai bên trong. Đấy. Thì em sẽ thử máy cho các bác nghe từ máy nhá. Em rút quạt gió là cái quạt này nó chạy khỏe lắm, nó ổn. Đấy. Đây, từ từ đã. Cái lòng cái cò bóp rồi. Đây, có một cái công tắc màu trắng ở bên ngoài, thì công tắc này đánh 4 tụ và đánh 6 tụ nhá. Đấy, bác nào mà muốn tiết kiệm điện thì bật nước 4, còn không thì bật nước 6 cho nó khỏe nhá. Đấy, thử máy này. Đấy, em đang để tần số là 65, 100 và 20, thì tần số này để đánh cá nước đứng, đánh cá an tâm, đánh bỏ mồi, đánh chọn điểm các bác nhá. Bấm này. Tải 3200W. Siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếng máy thì cực kỳ đanh, nghe rất là phê. Đấy, chuyển nấc này, chuyển nấc xem nào. Đây là nấc 70, 75, 50 thì chuyên về săn cá chép anh em nhé. Chuyên về nấc săn cá chép. Đấy. Còn nếu mà anh em nào mà đánh vợt, đánh cá trắng tổng hợp thì để cho em là 75, 75, 28 nhé. Đấy, bật nấc 4 thì tiếng máy nó kêu nhỏ hơn, 6 thì tiếng máy kêu to hơn. 4 này, đấy. Nấc 6 nhá, đây này anh em nhìn. Đấy, 6 thì nó khỏe hơn nhá, tiếng máy nó kêu to hơn, đanh hơn. Thì con cá nó giật rộng hơn nhá, nấc 6 nhá. Đấy, ưu điểm của bản V2 VIP là như thế anh em nhá. Đấy. Còn nếu mà bác nào mà muốn kéo cá lăng này, kéo cá lăng thì các bác để tần số này cho em, kéo cá lăng, kéo nước chảy nhá. Thì các bác để tần số là 60 100 100 nhá, chuyên về cá lăng nhá. Thì cái này mà kéo lăng đuôi đỏ với cá bò với cá ngạnh thì nó trúng, thì nó nổi như phao luôn các bạn. Đấy. Đấy. Mà CU thông minh rồi, có thể chỉnh nhịp băm chậm hơn nhá. Nhịp băm của nó nạp lên được 200 nhá, nên là nhịp băm nó có thể chậm hơn. Anh em nào mà đánh ra chơi mà muốn băm chậm thì có thể chỉnh lên cao được này. Đấy. Đạp cái này mà trúng lăng đuôi đỏ với bò với ngạnh thì ra trơn thì nổi như phao luôn anh em ạ. Đấy. Còn bác nào mà muốn kéo cáp cá tổng hợp ấy
Thì các bác chỉnh cho em cái tần số này nó lên cao một chút. Đấy, lên 75, 100 và 60 nhá. Chuyên kéo cá tổng hợp này, da trơn, cá có vảy, các loại cá đều được, rất là ngon luôn. Đấy. Tiếng máy cực kỳ đanh, cực kỳ phê nhá. Còn cái video của khách phản hồi máy Cricket V2 VIP bên em thì nhiều lắm anh em ạ. Các bác nào mà cần tham khảo video thì có thể inbox với em nhá, để em gửi video các bác chưa xem và tham khảo nhá. Đấy. Tiếng máy cực kỳ đanh, cực kỳ phê luôn. Đấy. Ok nhá, thì em hướng dẫn sơ qua tần số đánh cho anh em tham khảo nhá. Bác nào cần những cái dòng máy kích cá sông hồ lớn thì có thể liên hệ với bên em nhá.